Thưa quý vị, thưa các bạn, thách thức lớn đối với ngành nông nghiệp Việt Nam là chủ yếu vẫn còn sản xuất nhỏ, phân tán nên chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế. Thị trường đầu ra cho nông sản Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế thế giới, đồng thời cũng phải cạnh tranh gay gắt trong xuất khẩu do các nước trên thế giới quay lại tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Do vậy, việc tăng cường liên kết cho tiêu thụ nông sản là hết sức cần thiết. Tại thị trường trong nước, mức tiêu thụ các mặt hàng nông sản cũng ngày càng tăng theo mức thu nhập của người dân và tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa. Chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được cải thiện theo hướng áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn, Việt Gap, Việt Hap, Global Gap. Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu đạt được những kết quả tích cực, hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa chuyên canh, áp dụng công nghệ cao, hướng đến tiêu dùng trong nước và gia tăng xuất khẩu, cũng như tăng thị phần tiêu thụ trong nước. Những sản phẩm vùng miền ngày càng được biết đến nhiều hơn nhờ các chính sách bảo hộ sở hữu trí tuệ, các kênh thông tin quảng bá, cũng như hỗ trợ từ chính phủ đến các bộ ngành. Phát triển mở rộng thị trường cũng như xây dựng được những thương hiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền sẽ góp phần giúp người dân sống được với nghề, giữ gìn và phát triển nghề, cũng như giữ đất, giữ làng với những bà con vùng cao, với các sản phẩm đặc trưng gắn với núi rừng. Các địa phương cần phải đẩy mạnh cái xúc tiến thương mại đối với các địa phương trong tỉnh, các địa phương trong tỉnh, các địa phương trong cả nước và hộ có thể là phối hợp với các cái sở công thương để đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến thương mại và của liên kết vùng trong tiêu thụ nông sản nói riêng và trong tiêu thụ các sản phẩm của các địa phương nói chung là rất là tốt, rất là hiệu quả. Năm 2019 thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh 12 cái sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đã được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quyết định là cái sản phẩm chủ lực, sản phẩm an toàn của tỉnh. Cái thứ hai là đang tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ, yêu cầu tất cả các hợp tác xã và các thành viên hợp tác xã là phải xây dựng vùng trồng, xây dựng thương hiệu và sản xuất nông nghiệp theo chuỗi. Hiện nay nhiều sản phẩm đặc sản đã được đầu tư bài bản, từ việc chọn giống, canh tác, thu hoạch đến việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết, chỉ dẫn địa lý, xúc tiến thương mại, nhưng vẫn khó tìm được đầu ra cho sản phẩm. Việc phát triển sản phẩm đặc trưng vùng miền, từ tạo dựng thương hiệu sản phẩm đến tìm kiếm mở rộng thị trường và đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Đặc biệt, khai thác được lợi thế của mỗi vùng và cũng kết nối được nhiều về mặt thị trường cho sản phẩm. Thì suốt từ giai đoạn trước và đến hiện nay là cái giai đoạn từ giai đoạn 2015-2020 thì rất nhiều chương trình của Bộ Công Thương phát triển cái nông sản vùng miền. Đầu tiên phải kể đến cái chương trình người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam hỗ trợ các hoạt động phân phối và đặc biệt nhất là Thủ tướng Chính phủ cũng đã có cái quyết định số 964 về chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa, đang tập trung phát triển những mặt hàng là có lợi thế, tiềm năng và điều kiện để phát triển của các vùng miền, nhất là miền núi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo. Chương trình về khuyến khích phát triển mỗi xã phường một sản phẩm, cái chương trình OCOP đấy thực sự là cái chương trình đang xây dựng hệ thống phân phối, không chỉ phát triển hàng hóa, phát triển về thương nhân, phát triển cái cơ sở sản xuất chế biến, làm sao kết nối giữa cái đặc sản vùng miền với thị trường nội địa cũng như là xuất khẩu. Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Chính phủ đã giao chỉ tiêu phát triển ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 3%, giá trị sản xuất trên 3,11%, kim ngạch xuất khẩu đạt 43 tỷ đô la Mỹ. Và để đạt được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ cơ cấu lại ngành, phát triển sản xuất theo 30 sản phẩm chủ lực, gồm sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến thương mại cần được đẩy mạnh hơn với nhiều hình thức đặc biệt là trong liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích, các chợ, v.v. để thúc đẩy tiêu thụ trong nước.